là một trong ba mẫu mắt kính Gucci mà được chị em săn đón và mua nhiều nhất chính là em Fuji dáng vuông với khóa interlocking như thế này ha. Mẫu này thì vô cùng dễ dùng với toàn bộ thiết kế đều là màu đen và khóa logo thì được làm trên nền kim loại vàng gold. Mẫu này thì có thông số là 54-16, sắp fit cho mọi mặt nữ châu Á nha mọi người. Dáng này thì em Mai đã về rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần mà hết là chị em lại tiếp tục hỏi, cho nên là em cũng ráng xăm hàng, cứ có sale giá tốt là em lại về hàng cho mọi người. Hiện hàng đang có sẵn rồi nha, nên chị em nào mình đang thích mẫu này á thì mình inbox cho Mai Son để riêng em mới về nhà nha.